Vâng, Gerdo xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục hôm nay clip em đang review tại kho của Miro. Thì như hôm trước em nói rồi, bên thì mình còn vài lô loa nữa chưa review và cũng chưa lên hình cho các bác. Thì nhân dịp những ngày cuối năm này, như hôm nay đã 21 rồi, em với mình bán hàng là chỉ đến hết khoảng ở trong Nam là em bán hết 27 thôi nhá. Đến hết 27 là em nghỉ. Đấy lịch trình thông báo luôn cho các bác. Còn ngoài Bắc thì em bán hết ngày 28 đến hết gọi là cùng nắm sang ngày 29 một chút thôi. Thông báo anh em trên kênh, các bác có nhu cầu thì nhanh tay sớm liên hệ đơn vị Miro. Thì do thời lượng công việc có nhiều và cái này hàng hóa cũng về nhiều, nhưng mà có những lô loa như hôm nay, lô loa có thể cực kỳ ngon và giá cực kỳ hợp lý cho bác chơi, nhưng vì là bận một thời gian đến hôm nay bắt đầu review được toàn thể các bác anh em. Thì hôm nay em lên sóng cho bác một lô loa, số lượng không được nhiều, em hiếu minh về được có 8 hay 9 đôi thôi. Lô loa DK LV12. Những cái điều quan trọng các bác để ý, thị trường các bản LV12 thì thị trường những phiên bản là đời đời đàn em. Vì sao phải nói từ đàn em, nghĩa bản LV12 nó có hai phiên bản, đó là phiên bản hậu đen và hậu Dũng. Như cho anh một con hậu đây. Đấy, hậu đen này. Hậu đen và hậu vàng. Thì phiên bản hậu đen nó phiên bản thứ nhất công suất lớn nhất, thứ hai là gấu nhất các nhá. Từ phần bát nó cũng lớn hơn, chép nó cũng lớn hơn các nhá. Đây các bác để công suất xuất ở thông thường hoạt động của nó ở 400, tầm trung là 800, cực đại 1026 các nhá. Còn ở phần hậu vàng ấy, cái phần công suất nó sẽ nhỏ hơn, nó chỉ dao động khoảng 300-350 W thôi. Đấy. Đây là dòng phở, có thể nói là phiên bản xuất Âu. Đấy, nó ghi toàn tiếng Anh không nhá, phở xuất Âu và nó có hai cầu gạt bát và chép các nhá. Nhờ nó đa năng hơn. Thì báo cáo biết thì trong lô loa mới về hàng thì trong tình trạng đẹp xuất sắc, thiết kế màu đen và có hộc cắm loa bác nhá. Thì DK Lanking nhiều ấy thì là một thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc. Nó sản xuất đồng bộ từ kể cả phần hộc này, hộc cắm loa DK Audio này. Phần hộc này, rất đẹp, lô này rất đẹp luôn. Nhưng vì hôm tháng nghĩa lên sóng cái này phải một tuần để cho những bác nào ở xa bác mua được hàng, nhưng mà em không lên sóng được kịp, nên là cũng thông cảm. Đến ngày hôm nay sát Tết rồi mới lên sóng được cho các bác anh em. Còn một lô loa nữa cơ, còn hai, còn hai lô loa nữa mới review được. Nhưng trong ngày hôm nay em thì minh lỗi, trong ngày hôm nay em sẽ review hai lô loa liền cho bác săn hàng Tết, vì bản thân những cái lô loa mà hôm nay em review là số lượng nó không quá nhiều, thì có lô được thì được tầm 20-30 đôi, còn hai lô mỗi lô được có hơn chục đôi thôi. Thì đối dòng DK LV12, đây quay phần hậu, em sẽ quay thông số trước nhá. Các em sao? Bát rất đẹp luôn. LV12 bác nhìn thông số trước nhá. Model LV12 phiên bản hậu đen đấy. Và phiên bản sơn đen của nó rất đẹp luôn nhá, sơn đen này, thùng quần rất đẹp luôn. Đấy. Và dòng này rất nặng, chú đưa ở trà vàng lấy cho cái cân ở đây trong nhà có cân không? Có đâu có. Nó thể hiện ở cái cân nặng, thứ nhất thiết kế là thùng gỗ ván ép chống nước. Các bác vứt ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng thoải mái các nhá, vì dòng này chống nước các bác nhá. Thùng gỗ ván ép chống nước và thứ hai thiết kế và bảy sơn sần nó rất là đẹp và chi tiết các nhá. Đấy bên ngoài. Rất đẹp luôn. Và thiết kế là thùng nó cân nhưng hơi vắt nhẹ ở đường góc này. Có thể nói đây nó thùng cân được vì nó hơi vắt nhẹ này không tính các bạn. Các bác đối dòng loa này những bác nào đi sự kiện thì cũng tuyệt vời luôn. Để cho nguyên một con nên nằm lên xem trọng lượng bao nhiêu, quả loa này nặng lắm các bạn. Loa này nặng nhất trong các dòng loa nhá. Ở bát 30 thì đây là quả loa nặng nhất cho cháu căng lên. Phải đủ đồ có đủ món nhá. Những quả loa thông thường ấy thì nó dao động chỉ khoảng có 18 20 cân thôi, con này nặng lên đến 4 5 cân so với con thông thường. Bề rất nặng luôn. 24 cân đúng nhá, 24 cân. 24 cân kế như là của bát ấy, em sẽ cân của bát cho bác xem. Ở đây em sẽ review nội thất luôn nhá. Đối thiết kế dòng bát này sử dụng củ bát lớn nhất trong dòng DK bát 30, đó là củ bát từ 200. Có thấy không ạ? Găng tay của Hiếu Minh em đây. Đấy. Nó sử dụng củ bát là từ 200. Từ đây các bác phải soi vào cái mã lón này các bác này. Tại sao lại em lại nói nhìn lên mã lón? Vì nó sử dụng driver của bát này nó giống như cái củ mát Emilan. Vì nó những dòng nó sử dụng của bát này nên nó sử dụng cái bên trong có cái lón này. Khó zoom để bác nhìn đây nè, bởi cái máy em không đủ sáng. Đấy bác nhìn đây, bác nhìn thấy là mã C này, mã C trong lón luôn nhá, nghĩa là zin từng cái lón luôn, mã C trong lón luôn. Nhìn đây coi, nhìn thấy vào được nhá, nhưng chẳng qua là máy không đủ led thôi. Nhìn đây có mã lón trắng trắng ấy các bạn. Đấy. Mã C như rửa dòng JBL ấy. Và bên trên đây là tem của DK này. Giờ tiến nó nghiêng lên cho anh coi xem nào. Nghiêng lên anh xem nó tích ngày trên này. Và đời 2010 đời của nó như em đấy, nhìn đây là đời 2012. Đời 2012 anh em nhá. Em củ con LV12 đây là phiên bản khủng nhất của phân khúc bát 30. Các bạn lưu ý đây là phiên bản lớn nhất, khủng nhất, công suất lớn nhất của phân khúc bát 30. Và sử dụng củ chép của nó, sử dụng củ chép bánh răng, củ chép rất lớn các nhá, củ chép bánh răng của DK quá quen thuộc rồi, vì là cái dòng này
Xoáy này được không? Cái xoáy trần chặt lắm, bơm keo. Xin phép các bác là cái dòng này ấy, nó cố định nó xoáy xong rồi nó đỏ cả cái keo 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 như keo chó đấy, keo đen đen rồi đây. Xoáy ra rất là khó, tí nữa phải lấy kìm xoáy mới được. Thì đây mình xoay tạm vậy để đây nghiêng củ chép lên cho anh. Đấy. Quả củ chép rất lớn, chép bình răng của dòng LV cái chép ấy thì là gối dòng LV ấy, thì đều chép giống nhau rồi, chép giống nhau rồi. Đây. Đấy, đề cao đồ. Đấy. Còn riêng củ bát ấy, nó phiên bản này phiên bản công suất lớn và phiên bản giới hạn nên là cái củ bát nó lớn hơn so với các phiên bản củ bát khác. Củ bát thông thường những dòng bát của DK thì nó chỉ từ khoảng độ 17 đến 19 thôi. Thì đối với dòng này từ 200 mới nhá. Rất là lớn luôn, rất là khủng luôn, nghiêng nghiêng ra cũng đứt dây. Dùng gân nhuộm tẩm dầu 3 lớp bác nhá. 3 lớp. Bát rất sâu, rồi tiếng bát rất là sâu bác nhá. Và quả phân tần đặc thù với DK bây giờ thì phân tần của nó là sản xuất đồng bộ của DK lên các phân tần các tụ hóa này. Cái dòng này nó rất là gấu và khủng nên nó sử dụng tất cả cuộn cảm nó ấy, là cuộn cảm lớn luôn nhá. Đây mình quay từ đây. Vì công suất là lớn nó đòi hỏi tất cả cái linh kiện nó đi theo ấy. Là lớn luôn nhá. Cuộn cảm lớn này. Sử dụng mở bác một đôi loa sử dụng đến 1 2 3 cuộn cảm. Tụ sử dụng tất cả tụ lớn luôn. Đây bác nhìn con tụ lớn to chà bá luôn. Chở thì lại sử dụng toàn thằng chở nhôm. Nghe nó bản đời cao hơn cái chở nhôm này, tản nhiệt nó tốt hơn so với chở sứ đấy, nên đòi hỏi cái dòng này công suất nó lớn hơn nên nó sử dụng tản nhiệt nhôm các nhá. Đây, bác để lấy model nó trên đây, model DKLV12 đấy, DK Red King sản xuất đồng bộ từ dây này, bát này, chép này, phễu này, rồi hậu này, thùng này. Riêng DK họ làm rất chuyên nghiệp. Và đặc thù cái dòng này ấy là một đôi bát 30 này các bác thì chơi được không gian từ 20, 25, 30, 35 và tối đa là 40 m². Và quan trọng với ăn và mức giá thì bà quên từ nãy không báo giá luôn đầu video để cho bác xem lại cuối video mất. Thì hiện tại em trên thị trường anh em đang bán một đôi này đang chào bán mức giá là 11 triệu đồng. Thì em Hiếu Minh hôm nay chào bán cho anh em mức giá một bản LV 12 phiên bản limited phiên bản giới hạn này với mức giá là 9.800.000 đồng các bác nhá, 9.800.000 đồng bán dịp Tết này cho bác chơi sân hàng. Bản thân trước đây em bán mức giá lên quanh 10.500.000 chỉ rẻ hơn thị trường khoảng 500.000 đồng thôi. Nhưng hôm nay em xả lấy may lấy lộc cho những bác nào mua sắm dịp Tết thì thời điểm này cũng không gửi được bưu điện nữa đâu. Tầm này chiếm Hiếu Minh chỉ gửi được xe hoặc các bác mua tại cửa hàng Hiếu Minh Auto thôi. Và lô loa này hiện tại chỉ có ngoài Bắc thôi các nhá, chỉ có hơn chục đôi ngoài Bắc thôi. Trong Nam này em chưa kịp chuyển vào đấy vì sát Tết rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Hiếu Minh Auto nhá. Hàng rất đẹp luôn các bạn. Hàng rất đẹp luôn, từ phễu rồi, dòng này phễu rất là dày, rất là nặng luôn. Quên mất không xoáy được cái này nhỉ. Thử lấy kìm xong xoáy đâu không Tiến. Xoáy nó ra. Thử xoáy ra cân bát lên, bác nhìn xem độ nặng của bát này. Gấu quá, nhìn cái bát nó gấu. Đây, cái này, xoáy con này đi nào. Xoáy, đấy, kéo vỡ. Thấy không? Không được, chặt quá. Ra đấy cái gì nữa? Ra là ốc trong. Bắt ốc ở trong. Ừ, thì nó ra ốc trong. Xoáy ốc trong. Ừ. Đấy, tại vì dòng này đổ chắc lắm các bạn, đi không lo vận chuyển không bị tuột đâu. Thông báo anh em trên kênh, các bác có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.